Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Nam mới. Sau đây là thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua. Thông tin thứ nhất là Hà Nội sẽ giảm 61 xã phường. Ngày 15 tháng 5, kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025, Hà Nội có một đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội sẽ giảm 61 xã, phường, trong đó có 46 xã, 15 phường. Sau sắp xếp các phường, 6 quận, Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Thanh Xuân và thị xã Sơn Tây có đơn vị hành chính mới. Riêng quận Cầu Giấy chỉ điều chỉnh địa giới hành chính và dân số một số phường để phù hợp quy định nhưng vẫn giữ nguyên số lượng và tên gọi các phường. Thứ hai là Bắc Giang giảm 7 đô thị so với quy hoạch duyệt năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đối với phương án phát triển mạng lưới đô thị, đến năm 2030, tỉnh sẽ có 22 đô thị, giảm 7 đô thị so với quy hoạch đã được phê duyệt, gồm một đô thị loại 1, thành phố Bắc Giang, một đô thị loại 3, thành phố Việt Yên, 4 đô thị loại 4 và 16 đô thị loại V. Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị cấp huyện, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bắc Giang dự kiến thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có một đô thị cấp huyện là thành phố Bắc Giang, thành 4 đơn vị hành chính cấp huyện mới, trong đó có 2 đô thị cấp huyện mới. Thứ ba là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng thêm hàng loạt tuyến metro. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị. Theo đề án này, đến năm 2035, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183 km metro gồm các tuyến số 1, tiếp tục hoàn thiện và tăng chiều dài so với tuyến đang xây dựng 2, 3, 4, 5 và 6. Đến năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thêm khoảng 168,36 km để hoàn thiện các tuyến, nâng tổng chiều dài lên khoảng hơn 351 km, có thêm tuyến số 7. Đến năm 2060, xây dựng hoàn thành các tuyến số 8, 9, 10, nâng tổng chiều dài lên khoảng 510,02 km. Trong đó, tuyến số 8, 42,8 km, số 9, 28,31 km, số 10, 87,84 km. Thứ tư là Đắk Lắk đề xuất làm đường kết nối cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột. Theo VN Express, đường kết nối đại lộ ở Buôn Ma Thuột với cao tốc từ Khánh Hòa chạy lên, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, được địa phương kiến nghị đầu tư. Đây là đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến đường này dài 5 km, rộng hơn 20 m, nối cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột với đường Đông, Tây, quốc lộ 27 và đường Đam Sang. Thứ năm là Hà Nội duyệt quy hoạch 3 phân khu đô thị Sóc Sơn hơn 1.600 ha. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, khu 2 và khu 4, tỷ lệ 1:2000, cụ thể. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 có diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 630 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn. Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 2 thuộc các xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân. Quy mô phân khu khoảng 425 ha. Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4 thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến. Quy mô nghiên cứu quy hoạch trên diện tích khoảng 561,31 ha. Thứ 6 là Bình Dương muốn khởi công hai đại dự án năm nay. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, chân thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.
cuộc họp đã báo cáo tình hình triển khai dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ khởi công đường vành đai 4 trong quý 3 năm 2024, dự kiến trong tháng 7 năm 2024. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Chơn Thành dài hơn 45 km đi qua các huyện, thành phố Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng thuộc tỉnh Bình Dương. Hiện các sở ngành đang phối hợp triển khai các bước tiếp theo của dự án như hoàn thiện hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BOT. Phấn đấu triển khai thi công dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Chơn Thành trong dịp 2/9 tới. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương hiện đang phối hợp hoàn chỉnh phương án đầu tư đoạn 15 km đường vành đai 3 đi trùng với đường Mỹ Phước, Tân Vạn để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án đầu giai đoạn 1, giải phóng mặt bằng một bên và xây dựng cầu cao tốc 4 làn xe trên cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục xem xét thống nhất phương án và phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các bộ ngành liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ,